ensemble. En avant. Ba cảnh sát bị những kẻ tấn công khủng bố người Hồi giáo giết hại tại Pháp tuần trước đã được vinh danh tại một buổi lễ trọng thể với sự hiện diện của Tổng thống Pháp, ông François Hollande. Ông Hollande nói cả ba nhân viên cảnh sát, một người da đen, một người da trắng và một người Ả Rập, đã đại diện cho sự đa sắc tộc của nước Pháp và cho tình đoàn kết của đất nước này trước các vụ tấn công tàn bạo đó. Trong khi đó, hàng trăm người, trong đó có cả các chính trị gia và giới lãnh đạo trong chính phủ Israel, đã tới dự tang lễ của bốn người Do Thái bị giết hại trong vụ bắt con tin ở siêu thị tại Paris tuần trước. Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, nói cuộc đời của họ đã bị cướp đi chỉ vì sự thù hận.